Em quay đi nhảy bài đi. Các bạn thân mến, sáng hôm nay là 21 tháng 2 2017 thì mình có giao dịch, và sau khi cái bên khách hàng có nghĩa là anh Nguyễn Ngọc Tân ở chợ mới Bắc Cạn gần ngã ba Yên Định chuyển cho mình 800.000, mình theo như thỏa thuận mình sẽ chuyển cho anh ấy một đôi chim động thổ mà thì đây mình đang làm thủ tục đóng gói và chuyển ra nhà xe. Thì nếu như gửi bây giờ thì chim rất là khỏe, bởi vì lửa buổi sáng thì chim ăn đầy diều, và đến tầm khoảng chiều nay hoặc là nhà anh em tối thì anh cũng sẽ nhận được chim. Thì đây là cái hình thức mà mình làm cái hộp như thế này để chuyển chim. Thứ nhất là mình làm cái hộp là nó vừa phải, để một đôi chim vào đây thì sẽ không bị chật quá mà mình dùi lỗ và tối làm cửa như vậy. Thì mình sẽ đóng gói và bây giờ mình sẽ gửi cho nhà xe. Thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.